Thưa quý vị, chiều ngày 6 tháng 9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết một áp thấp nhiệt đới ở vùng biển miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão. Cơn bão đang có tên Côn Sơn đang duy trì sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Cơ quan Khí tượng Thủy văn cho biết từ đêm ngày 8 tháng 9 đến ngày 9 tháng 9, bão đi vào khu vực phía Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Sau đó, bão di chuyển về phía Tây, hướng về các tỉnh miền Bắc ở nước ta và có thể gây ra một đợt mưa lớn diện rộng vào cuối tuần này. Theo ảng mây vệ tinh, cơn bão phía ngoài Philippines khả năng đưa vào Biển Đông rạng sáng ngày 9 tháng 9. Hình thái di chuyển này chậm và hướng vào Vịnh Bắc Bộ vào ngày 11 đến 13 tháng 9. Hoàn lưu của bão có thể gây ra đợt mưa lớn trên diện rộng cho các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Cơ quan khí tượng cũng cho biết trong tháng 9, Biển Đông khả năng xuất hiện 2 đến 3 xoáy thuận nhiệt đới, trong đó có 1 đến 2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Mưa cũng tập trung nhiều hơn tại hai khu vực này. Trong khi đó, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu tác động chủ yếu của hệ thống gây mưa do gió mùa Tây Nam nên tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông. Mưa thường xuyên xảy ra vào các buổi chiều và chiều tối. Người dân thường xuyên đề phòng các hiện tượng cực đoan như lốc sét. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu tác động chủ yếu của hệ thống gây mưa do gió mùa Tây Nam nên tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông. Mưa thường xuyên xảy ra vào chiều tối và tối. Người dân đề phòng các hiện tượng cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh. Hiện áp cao lục địa ở phía Bắc đang tăng cường xuống yếu phía Nam, hình thành giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ. Ảnh hưởng của hình thái này kết hợp với gió đới Đông Nam mạnh, nên đêm nay vào ngày 7 tháng 9, các tỉnh Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa lớn. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay rãnh áp thấp có khu trục qua khu vực Bắc Trung Bộ dịch chuyển dần xuống phía Nam. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn dần về phía Tây. Dự báo thời tiết ngày hôm nay, 6 tháng 9, mưa dông chủ yếu xuất hiện về chiều tối, đêm và sáng sớm tại các khu vực. Trong ngày thì nhiều nơi vẫn có ngày nắng. Theo đó, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp đi qua khu vực Trung Trung Bộ kết hợp với rìa Tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới nên ngày 6 tháng 9, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30 đến 70 mm trên 24 giờ, có nơi trên 90 mm trên 24 giờ, mưa tập trung vào đêm và sáng. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình nên chiều nay ở khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 40 đến 80 mm, có nơi trên 120 mm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ tại khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại những vùng đô thị trũng thấp. Mới đây thì Bộ Y tế đã gửi công văn 7317 gửi tới Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố hướng dẫn tiêu chí an toàn cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại cấp xã. Theo đó, người bị mắc các bệnh nền, mãn tính, phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi không được huy động tham gia chống dịch COVID-19. Cụm đời sống. Yêu cầu chung đối với các thành viên tổ COVID-19 cộng đồng và các lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại cấp xã được quy định cụ thể là những người đủ điều kiện sức khỏe về thể chất, tinh thần, không huy động người bị mắc các bệnh nền, mãn tính, bệnh gan, thận, tiểu đường, ung thư, tim mạch, béo phì, bệnh đường hô hấp, bệnh suy giảm miễn dịch, phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi, người không thuộc đối tượng tiếp xúc gần hoặc tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19, không có các biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, người đã được tiêm đủ liều vaccine COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Thưa quý vị, việc lấy mẫu xét nghiệm nhằm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng là rất cần thiết, vậy cần phải tiến hành quyết liệt. Tuy nhiên, để việc làm này hiệu quả, tránh lây lan chéo trong quá trình thực hiện là điều cần quan tâm, bởi lỡ nếu có sai sót, có thể uổng công phí sức đã bỏ ra. Đây là buổi lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, dù việc lấy mẫu thực hiện theo đúng quy định phòng dịch của Bộ Y tế, tuy nhiên, điều gì sẽ đảm bảo không lây nhiễm chéo khi có cả những bệnh nhân dương tính như thế này? Chú tự cách ly mình 14 ngày trong nhà làm to, nha. Nếu có triệu chứng trong vòng 14 ngày, báo lên trạm y tế để họ xử lý, nha. Không đi đâu ra ngoài, để chú nha. Mình nước nóng, mình uống nước nóng đầy đủ, nha. Ăn cũng còn bằng nước nóng. Rồi về đi chú. Né rồi dùm đi. Bên kia né rồi dùm. Né rồi. Người bị nhiễm. Tại những buổi tập trung lấy mẫu xét nghiệm như thế này, dù lực lượng chức năng cảnh báo, tuy nhiên, việc giữ khoảng cách vẫn chưa thực hiện đúng. Các trường hợp dương tính vẫn có thể lây nhiễm cho người khác.
cái khoảng cách ở đây tôi nói là phải nói là đội ngũ shipper với đội ngũ y tế là ít nhất là phải 3 mét, chứ không phải là 2 mét theo hướng dẫn nữa, mà nãy giờ các anh thấy là khoảng hơn 3 mét, đội hình rất là rộng. Và lúc nào cũng có lực lượng công an quân sự trực chốt ở khu vực này để đảm bảo cái an ninh trật tự cũng như cái phòng chống dịch. Trong trường hợp mà phát hiện ra ca dương tính thì tại vì chúng em nó mẫu gộp 3 thì là sẽ làm xét nghiệm nhanh cho từng người và sau đó sẽ nhờ trung tâm y tế quận xuống hỗ trợ. Mỗi ngày thành phố Hồ Chí Minh vẫn phát hiện thêm hàng ngàn ca nhiễm mới COVID-19. Một trong những nguyên nhân được cho là từ việc lấy mẫu chưa đúng quy định. Cái tâm lý của người xét nghiệm là họ thích tập trung lại, và khi nói chuyện như vậy thì cái nguy cơ giãn cách 5K không còn nữa, là yếu tố kỹ thuật. Thì làm sao mà cứ mỗi bệnh nhân máy là thay một cái găng, nó không có đủ. Để đôi khi các bạn, các nhân viên y tế họ làm chưa chuẩn. Để việc lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng đạt hiệu quả hơn, ngành chức năng cũng cần thực hiện nghiêm phương án tổ chức và các biện pháp chống lây nhiễm chéo. Thưa quý vị, vừa rồi là quý vị đã theo dõi những cái thông tin đáng chú ý của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC Now tại địa chỉ www.vtcnow.net. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng, còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ trong một con người. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa, mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chắt lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những video hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới, và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình podcast, sách nói, chuyện hay, là những bộ phim tài liệu lịch sử, khoa học kỳ bí, là câu chuyện chưa từng được khai phá về công nghệ, vũ khí, quốc phòng, và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtcnow.net để theo dõi các chương trình đặc sắc của VTC ngay hôm nay. VTCnow.net, hệ thống phân phối nội dung đa phương tiện hàng đầu Việt Nam, thỏa mãn tối đa nhu cầu nghe, xem, đọc, tương tác, cùng vô vàn tiện ích phục vụ đời sống. Với hàng chục triệu người dùng online, VTCnow.net là phương tiện quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của quý khách hàng nhanh nhất, dễ dàng nhất, là đòn bẩy gia tăng doanh số. Mọi chi tiết xin liên hệ trung tâm nội dung số, đài truyền hình kỹ thuật số VTC, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hotline 02 444 501 365.